Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cắt may vân tay nữ. Công thức được thiết kế dựa theo chất liệu có độ co giãn nhẹ, form vân ôm vừa. Mình có các cái số đo như sau: dài vân 92, vòng mông 90, vòng eo 72, vòng đùi 48, vòng gối 36, vòng lai 32, hạ gối 50. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế thân trước. Trước tiên mình sẽ kẻ một đường thẳng dọc. Và một đường thẳng ngang. Cách biên giấy một khoảng trống. Mình đặt điểm này là điểm A. Từ điểm A này chúng ta sẽ tính xuống là dài vần. Dài vần thì bằng số đo. Số đo của mình ở đây là 92 cm. Mình đặt điểm này là điểm B. Từ điểm A chúng ta sẽ lấy xuống là 3,5 cm, là to bản lưng. Và mình đặt điểm này là điểm C. Và mình kẻ một đường vuông góc. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là hạ đáy. Hạ đáy thì bằng vòng mông chia cho 4. Vòng mông của mình là 90, chia cho 4 thì được là 22,5. Và mình đặt điểm này là điểm D. Và chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc. Từ điểm D này chúng ta tính xuống là hạ đùi. Hạ đùi thì bằng vòng mông chia cho 10. Vòng mông của mình là 90, chia 10 thì được 9 cm. Và chúng ta đặt điểm này là điểm E. Đồng thời chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc. Hạ gối bằng số đo hạ gối. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang đáy. Ngang đáy thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng thêm cho 3 cm. Vòng mông của mình là 90, chia 4 thì được 22,5 và cộng cho 3 cm là bằng 25,5. Mình đặt điểm này là điểm G. Và điểm này là điểm N. Từ điểm N chúng ta sẽ lấy vào là 3 cm, là vào đáy. Và mình đặt điểm này là điểm N1. Từ điểm N1 chúng ta sẽ đặt thước vuông góc với các đường ngang. Và chúng ta lấy dấu. Chúng ta đặt điểm này là điểm A1. Từ điểm A1 này chúng ta sẽ lấy vào là 2 cm, ngã đáy. Mình đặt điểm này là điểm A2. Sau đó mình nối A2 với N1 lại với nhau. Từ A2 chúng ta sẽ tính vào ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 4. Vòng eo của mình là 72, chia 4 thì được 18. Mình đặt điểm này là điểm A3. Đoạn thẳng DN chúng ta chia ra hai phần bằng nhau. Mình đo được là 12,5 cm. Đoạn này cũng 12,5 cm. Sau đó mình sẽ vẽ đường chính trung. Tiếp theo chúng ta tính ngang đùi.
ngang đùi thì bằng vòng đùi chia cho 2 và trừ cho 2 sinh. Vòng đùi của mình là 48, chia 2 thì được 24 và trừ cho 2 sinh thì còn lại là 22. Tức là từ điểm chính giữa này chúng ta sẽ lấy qua mỗi bên là 11 sinh. Mình đặt điểm này là điểm E1 và điểm này là điểm E2. Bây giờ chúng ta sẽ tính ngang gối. Ngang gối thì bằng vòng gối chia cho 2 và trừ cho 2 sinh. Vòng gối của mình là 36, chia 2 thì được là 18 và trừ cho 2 sinh thì còn lại là 16. Có nghĩa là từ điểm chính giữa chúng ta sẽ lấy qua mỗi bên là 8 sinh. Mình đặt điểm này là điểm G1 và điểm này là điểm G2. Tiếp theo chúng ta tính ngang lai. Ngang lai thì bằng vòng lai chia cho 2 và trừ cho 2 sinh. Vòng lai của mình là 32, chia 2 thì được 16 và trừ cho 2 sinh còn lại 14. Có nghĩa là từ điểm chính giữa này chúng ta sẽ lấy qua mỗi bên là 7 sinh. Mình đặt điểm này là điểm B1 và điểm này là điểm B2. Tiếp theo chúng ta vẽ đường ngang mông. Đường ngang mông thì bằng 1/3 của đoạn thẳng AD. Ở đây mình chia ra được là 7 sinh. Thì từ đường ngang đấy chúng ta lấy lên là 7 sinh. Và chúng ta vẽ đường vuông góc. Và bây giờ mình sẽ nối các điểm này lại với nhau. Chúng ta sẽ vẽ lợt một chút. Từ điểm D này chúng ta sẽ lấy vào là 0,5 sinh. Và mình cũng nối các điểm này lại với nhau. Các đường nối này chúng ta vẽ lợt một chút. Mình đặt điểm này là điểm N2 và chúng ta nối điểm N2 và N lại với nhau. Sau đó chia đôi đoạn thẳng này ra hai phần. Mình đặt là N3 và nối N3 với N1 lại. Chia đôi N1 và N3 ra hai phần. Sau đó chúng ta sẽ đánh cong vòng đấy. Mình đặt điểm này là điểm C1 và chúng ta sẽ đánh cong lại đường sườn sao cho trơn đều, không bị gãy góc. Tại điểm này chúng ta đánh ra bên ngoài 0,3 cm. Tại điểm này chúng ta đánh cong vào 0,5 cm.
Mình đặt điểm này là điểm C2. Từ điểm C2 này chúng ta sẽ lấy xuống là 1,7 cm. Và mình sẽ vẽ vòng lưng thân trước. Từ điểm C1 chúng ta sẽ lấy vào 4 cm. Và mình đặt điểm này là điểm C3. Từ điểm C1 chúng ta lấy dọc theo sườn là 14 cm. Và mình đặt điểm này là điểm C4. Và mình sẽ nối xéo lại. Chúng ta sẽ được cái miệng túi thân trước. Thì cái phần to bằng lưng là 3,5 cm thì mình sẽ bỏ. Do lưng là lưng rời cho nên chúng ta sẽ thiết kế sau. Và bây giờ mình sẽ kích rập ra. Thì cái phần to bằng lưng là 3,5 cm thì mình sẽ bỏ. Do lưng là lưng rời cho nên chúng ta sẽ thiết kế sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.